Bán bà con người ạ. Đây đi rất là đi. Cho ghế. Rồi, cho nằm chính được chúa. Dạ, chào cha và cộng đoàn. Con là Phêrô Nguyễn Phúc Cử, ở giáo sĩ Vinh Phước, giáo hạt Bốn Hồ, địa phận Bến Mỹ Thuận. Con hôm nay gia đình con đến từ Bệnh viện Nhi Đồng 2. Thưa cha và cộng đoàn, con biết đến lòng thương xót của chúa là thế cha có một lần lúc mà con chưa bị đau á, tức là lúc khoảng tháng 5 tháng 6 2017 là con thấy hồi đóng tướng sọn chùa thì con thấy cũng khá lâu rồi, nhưng mà con thấy là cứ cầu nguyện với lòng sau này con mới cảm nhận được, tức là lúc đó là cầu nguyện đục kinh là chỉ giơ tay rồi quỳ bái mù, rồi con cảm thấy là nói nghĩ là đào chùa xong là có một cái hồi cầu nguyện mà con thấy hơi kỳ lạ một tí, tại vì lúc đó con chưa biết. Mãi đến sau này là thân lúc cờ thân tạm đó, là thìa, đây là An Tôn Nguyễn Phúc Thiên Ân, con trai thứ hai của con, là bị bệnh lên bệnh viện Nhi Đồng 2 là ở lại được một tuần, và sau đó là một tuần đó là cũng chưa phát hiện nó là bệnh gì hết, mặc dù là Thiên Ân của con là bị sốt là cách đó là hơn một tháng rồi. Và mãi đến sau đó là gia đình con có ông bên nội, ông bên ngoài, anh em cũng xuống thăm, rồi là cùng đi về giáo điểm Tiến Mừng này để cầu nguyện xin cha cùng đoàn cùng nguyện được thiên ân của con. Và sau đó một tuần thì cũng chưa có kết quả bệnh là gì hết, vẫn cứ nóng sốt hàng ngày liên tục 6-4 giờ là nóng sốt đó. Rồi mãi đến hôm đó là chiều ngày hôm đó buổi sáng là con đi về dưới này, cả nhờ một người quen ở trên Sài Gòn này chờ con về giáo điểm Tiến Mừng, là đem thêm hình qua điện thoại thôi, là xuống đây như cha đặt tay công nguyện và cha đã đặt tay dạy nước phép và công nguyện ở thiên ân của con. Và mãi chiều về thì là làm xét nghiệm tủy đông, là mãi đến sáng mai là con là bị kết quả là bệnh hội chứng thực bao máu. Hội chứng gì? Hội chứng thực bao máu. Thực ra căn bệnh này bệnh mới thì cũng chẳng mấy ai biết đó, căn bệnh này nó ăn hết các cái tế bào trong máu thôi nha. Và thiên ân của con hiện cái tiểu cầu bạch cầu là hiện mức bình thường nó là 9 ngàn nha, mà lúc đó là tiểu cầu hạ xuống con một cầu gần tứ nữa, tức là tình trạng của thiên ân của con là đáng nguy kịch. Yeah. Và con đã về đến đây mang hình về đây để chăm được tay cầu nguyện được 3 lần, tại vì bệnh viện Nhi Đồng 2 đã vào thì phải có giấy ra viện, vào viện thì có giấy vào viện, ra phải có giấy ra, còn bình thường là không được ra chứ. Và chỉ có một cách là con ao ước được về đấy để xin cha và cộng đoàn cầu nguyện, và đã chụp hình và mang điện thoại gây đến để trang lập tay. Và sau đó là em sau là biết được bệnh, và con cùng dẫn mình bác sĩ kêu vào bảo là và kết quả bây giờ là thiên ân của con là trải qua 40 tuần đi hoạn trị. Bây giờ 40 tuần đã qua, hôm nay gia đình con về đây để tạ ơn chùa và cộng đoàn, là thiên ân của con là trong máu tạm thời đã hết cái vi khuẩn xâm nhập trong máu, bây giờ chỉ đi tải khám bên ngoài để duy trì bệnh thôi thưa cha. Đó là một ơn lớn. Hallelujah. Và thưa cha cũng đoàn là đó là cái ơn cho con trai của con, còn cái ơn của gia đình của con là thưa cha, đó là đối với con á thì đây cũng là cấn bệnh gì oán trái đâu, nhưng mà một điều đó là một ơn huệ chùa đã ban cho gia đình con. Tại vì lúc bình thường thì con có một người bình thường, giống như chùa là trong Tiến Mừng chùa bảo là hạt lúa mà gieo vào nơi khô cằn thì nó sẽ chết, mọc lên nó sẽ chết. Và gieo vào cây gai thì mọc lên, bụi gai cũng bỏ ngạt. Và nếu mọc vào trên đất tốt thì sẽ được nổ sinh hoa trái. Và con nghĩ rằng con chỉ làm trung bình, chẳng biết nó mọc vào đâu, ngoài đất tốt thì không có, không biết nó mọc vào đâu. Và con cứ luôn tâm tình nguyện xin chùa lần sau mà cho con được một cái ơn gì đó để con được sột mệt hơn với chùa. Và từ đó cái ước nguyện của con là chùa đã gửi đến gia đình con, mà là thiên ân của con đây, và qua một căn bệnh như thế khiến gia đình con rất là hạnh phúc và rất là sột mệt chùa mỗi ngày. Thế Hallelujah. Chúng ta thấy là chính nhờ cái căn bệnh mà anh ấy sột mệt hơn, anh nhận ra rằng đó là cái ân huệ. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng căn bệnh này là căn bệnh rất là hiếm và rất là chưa biết trị được như thế nào,
Nhưng mà rồi đối với Chúa mọi sự đều có thể. Con người thì không thể. Đối với Chúa mọi sự đều có thể. Cho nên là đứa bé nó được khỏi chữa lành. Và nhờ đứa được chữa lành đó, qua căn bệnh ấy, anh ấy biết đến lòng thương xót Chúa, biết cầu nguyện với lòng thương xót Chúa sốt sáng hơn. Đây là cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa để gửi tặng cho chị ấy nha. Vậy của anh xin Chúa chúc lành cho gia đình của anh. Hallelujah. Đây tặng thêm cuốn sách tâm thư lòng nhân hậu của cha để mà đi lần chuỗi lòng Chúa thương xót. Còn một người đàn ông nữa, ông Văn Tắc, ông Lê.